Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khai giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng, nước bạn Lào. 20 đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt của Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng sẽ được giảng viên Trường Đại học Công đoàn hướng dẫn tham khảo những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam, luật lao động và luật công đoàn, tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam, những kỹ năng hoạt động công tác công đoàn và kinh nghiệm thực tế của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trên địa bàn thủ đô. Từ những kiến thức này, các cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn sẽ vận dụng linh hoạt để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao khi trở về Lào. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội.